Thưa quý khán giả, hôm nay được dự báo là một ngày mưa dông nhiều ở thành phố Cần Thơ. Vào sáng nay, Đài khí tượng Thủy văn thành phố đã phát đi thông tin cảnh báo thời tiết cực đoan. Bản tin cho biết, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông trên khu vực các tỉnh An Giang, Kiên Giang và các quận huyện Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Cờ Đỏ. Đến trưa, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa dông mở rộng ra toàn thành phố. Lượng mưa phổ biến từ 2 đến 20mm, có nơi trên 20mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Đúng như cảnh báo này, từ 7 giờ 30, mưa đã xuất hiện ở vùng nội ô thành phố Cần Thơ. Từ sáng sớm, trời đã khá âm u. Mưa lớn, bà con nên cẩn thận, tránh xa đường, tránh ra đường khi mà có mưa lớn. Mấy ngày qua thì mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây sập rất nhiều nhà dân. Vào lúc khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2024, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra mưa kèm theo dông cục bộ. Hậu quả là làm 70 căn nhà bị sập và tốc mái. Mưa dông còn làm đổ ngã cây, đứt đường dây trung thế một pha trên địa bàn huyện Châu Phú. Lực lượng chức năng các địa phương đã giúp bà con dọn dẹp nhà cửa và khắc phục hậu quả. Đề phòng dông lốc làm sập nhà, bà con nên tranh thủ chằng néo lại nhà cửa hoặc gia cố mái nhà bằng bao cát để tránh thiệt hại. Không chỉ ở Nam Bộ mà khu vực miền Bắc cũng có mưa nhiều mấy ngày qua. Trận mưa lớn vào đêm qua đã làm nhiều tuyến phố tại một số quận của Hà Nội bị ngập. Nhiều nơi khác của miền Bắc cũng có mưa lớn trong tối qua. Mưa lớn nhất là tại Móng Cái, Quảng Ninh. Lượng mưa đo được lên tới hơn 200mm chỉ trong 8 tiếng. Nhiều nơi khác ở Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, lượng mưa cũng đều trên 100mm. Người dân ở ven sườn đồi núi và sông suối thuộc các khu vực này cần cảnh giác với sạt lở đất và lũ quét sau các trận mưa lớn. Mùa mưa bão, nỗi lo đối với ngư dân miền biển càng lớn hơn khi rủi ro tai nạn trên biển luôn thường trực. Với diễn biến bất lợi của thời tiết, tần suất và cấp độ mưa bão ngày càng gia tăng, các chuyến biển dài ngày trong mùa này cần tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ tai nạn. Vì vậy, hơn lúc nào hết, công tác đảm bảo an toàn cho các phương tiện ra khơi thời điểm này luôn được ngư dân và chính quyền địa phương vùng biển đặc biệt quan tâm. Mỗi chuyến ra khơi đánh bắt hải sản, nguồn thu mang về cho các chủ phương tiện có thể hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng kèm theo với đó là bao nguy hiểm, tai nạn chực chờ. Hơn 40 năm gắn bó với nghề biển, từng đối mặt với bao cơn bão trong những chuyến biển dài ngày, nhưng ông Thành vẫn không thể tránh khỏi thiệt hại trong chuyến biển năm ngoái. Rất may, hơn chục ngư phủ đều bình an và xác tàu ông vẫn trục vớt được. Mình cảnh giác là sóng to gió lớn, mình đi với ghe thì mình còn có là phao bè, phao áo để mỗi ngư phủ là trang thiết bị trên ghe là phao cứu sinh đầy đủ. Mà trường hợp gió xoáy nó bất ngờ đó thì mình trở tay không kịp. Trong khi mình bị tai nạn chìm rồi đó, thì những người gần ghe gần đó, người ta cứu hộ mình, rồi đó chục chết trước người đi, rồi đó sau này sau đó, rồi mấy dòng ghe vô sau. Cuộc mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió với ngư phủ là chuỗi ngày tất bật những lo toan. Sóng yên biển lặng là ước nguyện lớn nhất của bà con trong mùa mưa bão này. Không chỉ cầu mong để đảm bảo khỏi bị trắng tay, thậm chí là thiệt hại tính mạng và tài sản, những chuyến ra khơi mùa này, việc trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn luôn được chú trọng hàng đầu. Mùa mưa bão này thì đối với chủ phương tiện thì lắp keo, ghe lại, máy móc thì phải làm lại cho nó nghiêm chỉnh. Rồi mình ra là phải phao áo phao cho các anh em ngư phủ, phao cứu hộ đầy đủ vậy đó. Rồi máy móc thì mình phải làm cho nó nghiêm chỉnh lại để cho nó tránh cái trường hợp mà mưa bão máy móc nó chặt chẽo xảy ra đó. Thì ủy ban xã cũng xây dựng cái kế hoạch phối hợp về cái ứng phó tai nạn tàu thuyền trên biển giữa ủy ban xã và với đồn biên phòng. Thứ hai là cái công tác tuyên truyền. Thì công tác tuyên truyền thì phối hợp với đồn biên phòng khi mà những phương tiện ra khơi phải đảm bảo tất cả các cái đồ bảo hộ cũng như là cái đăng ký, đăng kiểm ở trên tàu nhằm mục đích là ra khơi cho đảm bảo an toàn. Thứ hai đó là củng cố tất cả các đội tàu có ở trên đóng trên địa bàn xã An Hội, khi ra khơi hoặc là xảy ra một cái vấn đề gì đó thì điều động những phương tiện này đến, hoặc là những cái phương tiện mà gần với cái tàu của mình nó có tai nạn. Thời điểm này năm ngoái, vùng biển Tây Nam xảy ra 14 vụ tai nạn làm chìm 5 tàu cá, khiến 6 người chết và 2 người mất tích. Dù đối mặt với muôn vàn vất vả gian lao, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng, nhưng bà con vẫn bám biển. Bởi với ngư phủ, mưu sinh trên biển đã trở thành cái nghiệp.
nghề khai thác biển đã nuôi sống hàng trăm ngàn hộ dân dùng biển đảo này từ bao đời nay. Theo Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, tại tuyến kênh thị đội Ô Môn thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, có 18 bến thủy nội địa chưa được cấp phép, đã tồn tại khoảng 20 năm nay. Nguyên nhân của sự việc này là do đâu? Phóng viên Vĩnh Phúc sẽ thông tin chi tiết. Theo đội thanh tra an toàn số 6 Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, sở dĩ 18 bến thủy nội địa chưa được cấp phép hoạt động trong khoảng 20 năm qua là do tuyến sông này có luồng hẹp, không đảm bảo dùng nước cho bến thủy hoạt động. Từ đó, ngành chức năng không thể cấp phép dù các doanh nghiệp nhiều lần gửi hồ sơ. Trong thời gian qua, đội thanh tra an toàn số 6 cũng đã nhiều lần báo cáo. Ban an toàn giao thông thành phố Cần Thơ cũng tổ chức các đợt kiểm tra và kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, một số hộ dân sống ven sông có khiếu nại về tình trạng sạt lở bờ sông vì cho rằng sóng từ phương tiện vận chuyển hành khách của tuyến vận tải thủy tác động vào bờ. Cảng vụ hàng hải Cần Thơ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền trung ương và địa phương có những nghiên cứu khoa học chuyên sâu và toàn diện khắc phục, hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông. Qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Cần Thơ hiện có 6 tuyến đường thủy quốc gia do Bộ Giao thông Vận tải quản lý với chiều dài hơn 134 km, còn khoảng 150 tuyến sông rạch với chiều dài hơn 700 km do thành phố quản lý. Liên quan đến vấn đề tại kênh thị đội Ô Môn, vụ vận tải cho biết sẽ tổng hợp và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để có giải pháp tháo gỡ. Xin được cảm ơn anh Vĩnh Phúc. Những tháng gần đây, tình trạng sạt lở đang diễn biến rất nóng tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Nhiều diện tích ao nuôi tôm của người dân đã bị nước cuốn trôi, khiến họ vô cùng khó khăn. Nhận được phản ánh của bà con từ đường dây nóng, phóng viên VTV Cần Thơ đã vào cuộc ghi nhận thực tế. Đầu tư hơn 400 triệu đồng, làm rọ đá bảo vệ bao tôm. Mới hơn 2 năm, rọ đá đã bị sóng nhấn chìm. Bao tôm giờ đây chỉ còn một. Ông rất lo lắng khi nguy cơ sạt lở cuốn trôi số ao tôm còn lại là rất lớn. Tôi thả dưới đây là 200.000 con đó, bây giờ nó về sai 30 con rồi đó. Bây giờ nó nguy hiểm quá trời, bây giờ tôi quá trời dội, giờ cao tốc nó chạy ngang rồi, mỗi lần chạy ngang thì tôi chạy ra nữa, coi cái nó sóng gió tôi ghê quá trời ghê. Tôi nhầm khi nó bể bất tử rồi lấy về sống. Theo người dân, tình trạng sạt lở bờ sông ở huyện Cù Lao Dung đã xảy ra nhiều năm qua. Tuy nhiên khoảng nửa năm nay, khi tàu cao tốc Cần Thơ Côn Đảo hoạt động trở lại thì tình trạng sạt lở càng tăng cao. Bà con cho biết sau khi tàu cao tốc chạy qua, nhiều con sóng liên tục dập vào bờ, quét sâu vào các ao nuôi tôm. Sóng nó đánh cũng như là nó đánh lòn ở dưới không à, nó đánh ọc ở dưới á, bọng ở dưới khúc vậy á. Là anh thấy cái bờ mặt trên 3 thước chứ ở dưới nó còn chừng 1,5 m à, rồi nó bọng ở trên nó là nó gớt nước gông là nó gớt xuống. Một chiếc chạy ngang vậy là có thể 20 mấy lượng. Sóng sao mình đâu chịu nổi đó, bây giờ bao vậy là nó quấn văng xuống hết trơn luôn. Hiện tại sạt lở đang diễn ra tại nhiều xã của huyện Cù Lao Dung như An Thành Đông, An Thành Tây và An Thành Nhất. Tại các địa phương này, cuộc sống chính của người dân là nuôi tôm. Sạt lở càng lan rộng đang cuốn trôi luôn sinh kế của bà con. Đây là ao nuôi tôm của người dân, xa đằng kia là sông Hậu, nhưng hiện giờ mặt nước bằng phẳng, không xác định đâu là sông, đâu là ao. Và tình trạng này đang xuất hiện rất nhiều tại huyện Cù Lao Dung. Ao nuôi tôm của người dân bị sóng đánh gây sạt lở, sinh kế của hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh khó khăn. Các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng cho biết, tình trạng sạt lở tại huyện Cù Lao Dung đã xảy ra nhiều năm qua. Trước phản ánh của người dân, năm 2022, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã làm việc với công ty khai thác tuyến cao tốc Cần Thơ Côn Đảo và các đơn vị có liên quan. Kết luận cuộc họp, các bên thống nhất có nhiều nguyên nhân gây sạt lở. Công ty cam kết sẽ mời các nhà khoa học của Đại học Cần Thơ đánh giá tác động của sóng tàu cao tốc gây sạt lở ở bờ sông, nhưng gần 2 năm qua vẫn chưa có kết quả. Sở Giao thông cũng chưa có nhận được cái văn bản nào từ các bên để có phối hợp trong quá trình thực hiện hay không, thì đến bây giờ thì Sở Giao thông cũng chưa nhận được. Kiến nghị đối với các cái cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đề nghị tàu cao tốc Mê Linh từ Cần Thơ đến Côn Đảo khi hành trình qua địa bàn huyện Cù Lao Dung nên giảm tốc độ, hạn chế cái việc sóng vào bờ để sạt lở hai bên bờ sông. Người dân mong rằng các cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức nguyên nhân gây sạt lở để có giải pháp khắc phục, giúp bà con ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. Bởi nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì có thể chỉ trong thời gian ngắn nữa, các ao tôm ven sông Hậu thuộc huyện Cù Lao Dung sẽ bị nhiễm chìm.
sinh kế chính của người dân cũng bị cuốn trôi theo con nước. 10 thửa đất ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có giá khởi điểm mỗi thửa từ 2,4 đến 5,2 tỷ đồng, tổng giá trị gần 30 tỷ đồng vừa được ngân hàng thông báo bán đấu giá để thu hồi nợ. 10 thửa đất tại khu phố 1, phường Dương Đông, mỗi thửa có diện tích khoảng hơn 120 đến 220 m vuông. Tổng diện tích 10 thửa đất này gần 1.500 m vuông, thuộc loại đất đô thị. Theo ngân hàng Vietinbank Phú Quốc, người tham gia cần đặt trước 10% giá khởi điểm của thửa đất. Các thửa đất sẽ được đấu giá trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức vào 14 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2024. Nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là ở các trung tâm kinh tế lớn là rất nhiều. Thế nhưng giá nhà thực tế ở các khu vực này rất cao. Những người có thu nhập trung bình, nhất là công nhân, người lao động và những người trẻ tuổi, khó đủ sức mua được. Nhà ở xã hội trở thành tâm điểm mà nhiều người hướng đến, nên nhu cầu ngày càng gia tăng. Năm nay, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ hoàn thành và bàn giao 2.000 căn nhà ở xã hội. Nhiều dự án với hàng ngàn sản phẩm cũng đang tiếp tục được triển khai. Thành phố Cần Thơ sẽ tập trung 4 dự án nhà ở xã hội, trong đó lớn nhất là dự án chung cư với tổng số 1.602 căn hộ. Đây cũng chỉ mới đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu nhà ở thực tế của lực lượng lao động và cư dân nhập cư. Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ dự báo, năm nay giá nhà ở có xu hướng tăng, đặc biệt là phân khúc căn hộ tăng 5 đến 10%. Tin trên lĩnh vực xuất khẩu. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm trong tuần này trước sức ép từ nguồn cung tăng khi vụ thu hoạch đang diễn ra. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 575 đến 580 đô la một tấn trong phiên ngày 6 tháng 6, giảm so với mức 580 đến 585 đô la một tấn của tuần trước. Hiện nhiều thị trường gạo lớn đang bước vào vụ thu hoạch, nguồn cung tiếp tục dồi dào trên thị trường quốc tế. Như tại Bangladesh, sản lượng gạo vụ hè của nước này có thể vượt mức 20,7 triệu tấn của năm ngoái. Do nông dân tăng diện tích canh tác, vụ lúa hè thường đóng góp hơn một nửa trong sản lượng gạo của Bangladesh. Cụm tin văn hóa trưa nay sẽ mở đầu bằng những màn trình diễn pháo hoa lung linh từ đương kim vô địch nước Pháp và đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam. Màn trình diễn mang tên Vũ điệu bầu trời của đội Đà Nẵng, Việt Nam đã mở màn cho mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng khai mạc vào tối qua. Đội đương kim vô địch Pháp đã vẽ lên bầu trời sông Hàn những vũ điệu đầy mê hoặc và cuốn hút. Mang chủ đề Tinh hoa giang quá, đêm khai mạc đã mở màn cho chuỗi 5 đêm pháo hoa kéo dài đến ngày 13 tháng 7. Đêm thi thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tới với màn trình diễn của hai đội Ý và Mỹ mang chủ đề Tuyệt tác thiên nhiên. Tại Thừa Thiên Huế, lễ khai mạc Festival Huế năm 2024 với chủ đề Khát vọng rạng rỡ ngàn sao đã diễn ra tại thành phố Huế. Festival năm nay, lần đầu tiên Điện Kiến Trung, một trong những cung điện quan trọng của Triều Nguyễn, được tỉnh Thừa Thiên Huế lựa chọn làm địa điểm khai mạc. Với kiến trúc cổ kính kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và âm thanh hiện đại, tất cả đã tạo nên một không gian huyền ảo, lung linh, tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh của di sản cố đô. Tại Thanh Hóa, vào chiều tối qua đã cho ra mắt tuyến phố đi bộ tại bãi biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa. Tuyến phố đi bộ mua sắm ven biển Hải Tiến có những gian hàng ẩm thực đa dạng, pha trộn phong cách Á Âu, mang màu sắc rực rỡ. Cũng tại đây, du khách có thể thưởng thức những màn diễu hành carnival với sự tham gia của các vũ công chuyên nghiệp, các nghệ sĩ xứ đường phố. Phố đi bộ mua sắm ven biển Hải Tiến sẽ được tổ chức vào các dịp cuối tuần trong suốt dịp hè năm nay. Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đêm ngày 7 tháng 6, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng Đỗ Trường An tại xã Tài Văn, huyện Trần Đề, bắt quả tang An cùng 7 người nữa đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ số ma túy, nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy và một số tang vật có liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Lợi dụng mạng xã hội Zalo để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, một nhóm đối tượng tại Bến Tre đã bị bắt. Lực lượng công an đánh giá, nhóm này dùng thủ đoạn tinh vi, trá hình, sử dụng thông tin ẩn danh, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện Phạm Thị Kim Loan cùng 8 đối tượng khác đang tổ chức bán số đề. Tại hiện trường, cơ quan công an đã tạm giữ 7 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 4 quyển tập học sinh cùng ghi số đề, số tiền trên 16 triệu đồng cùng hàng trăm tờ phơi ghi đề khác nhau với giá trị hàng trăm triệu đồng.
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng. Phóng nhanh, vượt ẩu hay di chuyển vào đường cấm, những lỗi vi phạm này có thể do một phút bất cẩn của người vi phạm. Nhưng vẫn còn không ít trường hợp cố tình coi thường sự an toàn của người đi đường và sự an toàn của chính bản thân mình, như hình ảnh được ghi lại sau đây. Đoạn clip được ghi lại trên đường vành đai 3, cao tốc Hà Nội, hướng về cầu vượt Mai Dịch. Bên cạnh những vi phạm như đi xe máy vào đường cao tốc, không đóng bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, người này còn bất chấp nguy hiểm, một tay ôm một em bé và tay còn lại điều khiển xe. Sau khi đoạn clip được đăng tải trên các trang mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo lắng cho sự an toàn của em nhỏ, những phương tiện đi đường khác và cả nam thanh niên. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận sự việc và đang xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Miền Tây từng có một thời tôm cá đầy sông, và người miền Tây cũng từng rất tự hào về sự trù phú ấy. Thế nhưng với nhiều tác động, vùng đất này dần vắng bóng tôm cá. Hoài niệm, đau đáu về thời ấy, những người dân đã quay lại nuôi cá ngay trên khúc sông quê. Không dừng lại ở đó, những con người cùng chung ý nguyện đã lập lên tổ cộng đồng bảo vệ đàn cá sông. Đoạn sông Tiền qua thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Bên trong mảng xanh lục bình rộng 2.000 mét vuông là một mái nhà đặc biệt. Khoảng một tháng nay, ông Hải gần chục bà con chung tay thành lập tổ cộng đồng, góp tiền mua cây về chất già, mua thức ăn về dẫn dụ, rồi chăm sóc tối đa cho bầy cá sông. Tất cả đều tự nguyện. Sáng cho ăn, chiều cho ăn, kể cả riêng bản thân là tôi và tập thể thường trực ban tự với cô cộng đồng, với kể cả chính quyền. Thì là trong cái vấn đề mà trao đổi thì người ta thấy là cái việc làm này nó rất là phù hợp. Người ta rất vui mà mình cũng rất vui. Có lẽ vì hiểu được tấm lòng của bà con mà từng đàn cá gầm mè dinh, chép, cá rô, cá tra lại quay quần về bên mé sông. Thấy cá được bảo vệ, nhiều người cũng chọn nơi đây để làm nơi phóng sinh, góp thêm nguồn cá cho tự nhiên. Có người chăm sóc cho nó ăn đồ gì đó mình mừng, còn kia mình thả nó đi tùm lum tùm lơi không biết nó sống ra sao. Giờ lại đây mình thả mình thấy nó ăn uống đầy đủ, với lại có người ta làm vậy nè, chó vô ăn vô ở nó vậy mình mừng. Ngoài chăm sóc đàn cá, tổ cộng đồng còn dành thời gian vận động, thuyết phục ngư dân không đánh bắt thủy sản đoạn sông này, hạn chế vứt rác, trồng thêm nhiều cây xanh. Về lâu dài, thành phố Hồng Ngự định hướng phát triển đoạn sông thành điểm du lịch cộng đồng. Khi du khách đặt chân đến thủ phủ cá tra của miền Tây, sẽ được ngắm đàn cá sông tự do bơi lội và cho cá ăn. Còn với tổ cộng đồng, những lứa cá được nuôi lớn từ đây sẽ tỏa theo dòng sông Tiền và ngày càng sinh sôi, phát triển. Sông nước miền Tây rồi sẽ có ngày tôm cá lại đông ken. Câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã kết thúc Miền Tây Hôm Nay buổi trưa của VTV Cần Thơ. Mến chào quý khán giả và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Mỗi năm, nước ta có từ 25.000 đến 35.000 trường hợp bị biến chứng do làm đẹp. Tự tiêm cái chất làm đầy vào trong vùng mũi bên ngoài, thì vào mình tiếp nhận bệnh nhân cũng có dấu hiệu là mờ một mắt. Đẹp đâu chưa thấy, nhưng đã tiền mất tật mang. Áp xe mà do filler thì đôi khi đã tập trung ở một chỗ. Còn bây giờ là những sợi chỉ được đưa vô, những sợi chỉ bị nhiễm khuẩn và nó tan ra toàn bộ, là coi như nguyên một nửa mặt là bị hết. Làm đẹp như thế nào là đúng cách? Đón xem chương trình Miền Tây Hôm Nay trực tiếp vào lúc 18 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2024 trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ.